Thái Bình ghi điểm. Hồng Nhung. Đó chỉ là một pha bỏ nhỏ. Và ngay lập tức Trà My đã cho thấy sự tinh quái của mình với một tình huống đẩy bóng nhẹ sang phần sân bên kia của Thái Bình. 13-7. Lại là một lỗi bước một nữa, lần này là vị trí libero của Phạm Thị Yến. 19-7. Có lẽ sẽ là một trận đấu 3-0 dành cho Thái Nguyên nếu như Thái Bình vẫn đánh như mơ ngủ như thế này. Hồng Nhung. Đánh rất nhẹ nhưng vẫn có điểm. Và Hồng Nhung là người đã cắt được chuỗi lên điểm vừa rồi ở lượt ra bóng của Tần Thị Thắng. 8-21. Cơ hội để kết thúc trận đấu. Đặng Thị Hồng không thể khác được. 25-9 và 2-0 cho Thái Nguyên. Rất dễ dàng. Đó là Nông Thị Yến. Phòng thủ khá tốt. Cú đánh rất thiếu lực của các cô gái Thái Bình. Hầu hết là những tình huống đánh trên lưới và bóng đi rất nhẹ. Đặng Thị Hồng quá hay và thông minh, và xử lý rất linh hoạt của Đặng Thị Hồng trên lưới. Đặng Thị Hồng một cú dứt điểm rất căng, nhưng hàng phòng ngự của Thái Bình đã chơi tốt trong tình huống này. Nhưng vẫn là cơ hội lên điểm cho Thái Nguyên. Và một lần nữa chuyền hai, Trà My lại cho thấy sự tinh quái của mình. 8 giờ sẽ không trực tiếp nhá. Trận 20 giờ chúng tôi mới trực tiếp. Trận đấu của bảng B của Nam giữa Đà Nẵng và Thể Công Tân Cảng. Quá đơn giản, đó là Tăng Thị Thắng. 22-10. 3 điểm nữa thôi là trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 3-0 thuộc về Thái Nguyên.
Chiến thắng thứ hai dành cho cô trò Phạm Thị Hà sau chiến thắng trước Vĩnh Long. Và đánh bóng ra ngoài 25-10. Thái Nguyên đã có chiến thắng chóng vánh sau hơn một tiếng thi đấu, với các chiến thắng ở các tỷ số cụ thể đó là 25-18, 25-9 và 25-10.